Adam Levine và bà xã thiên thần nội y Behati Prinsloo phát cẩu lương siêu ngọt trên biển. Mới đây, loạt ảnh thủ lĩnh nhóm nhạc Maroon 5 Adam Levine và thiên thần nội y Behati Prinsloo vui đùa trên biển Hawaii đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh Adam Levine và bà xã kém 10 tuổi quấn quýt trên bãi biển Maui, nam ca sĩ nâng bổng vợ với cánh tay cơ bắp cuồn cuộn làm Behati cười tít mắt khiến netizen vô cùng thích thú. Giám khảo Savoy Mỹ và người mẫu Behati Prinsloo hâm nóng tình yêu trong kỳ nghỉ đầu tiên của mùa hè. Adam Levine khoe thân hình cường tráng với bộ sưu tập hình xăm ấn tượng, trong khi Behati tự hào với vóc dáng mảnh mai gợi cảm dù đã là mẹ hai con. Được biết, cặp sao đưa các con đi nghỉ dưỡng cuối tuần. Trước đây, Adam Levine nổi tiếng là một chàng trai đào hoa phóng túng, chỉ thích yêu đương tán tỉnh các bóng hồng Hollywood mà không hề hứng thú với chuyện lập gia đình. Tuy nhiên, từ khi gặp Behati Prinsloo, ngôi sao 40 tuổi đã hoàn toàn thay đổi. Một Behati với tính cách sôi nổi và ngọt ngào bước vào cuộc đời Adam Levine đã làm lung lay tất cả những quan điểm trước đó của anh về yêu đương và hôn nhân. Sau một vài tháng trục trặc chia tay vào hè 2013, Adam đã nhận ra tình yêu đích thực của đời mình. Tháng 7 năm đó, chỉ vài ngày sau khi tái hợp, Adam đã quỳ cả hai gối cầu hôn Behati Prinsloo để trói buộc cô vào đời anh. Nói về sự thay đổi ngoạn mục của Adam sau khi gặp Behati, cậu bạn thân nam diễn viên Jonah Hill nhận định, bằng cách nào đó cậu ấy đã tìm được một người phụ nữ cuốn hút như vậy, một người thực sự rất đặc biệt. Khi bạn trúng xổ số, bạn biết mình sẽ không bao giờ trúng lần nữa và Adam cũng vậy. Anh ấy biết sẽ không thể tìm được một người phụ nữ nào tuyệt vời hơn trên thế giới này. Họ tổ chức lễ cưới rình rang ở Mexico vào hè 2014. Khi con gái đầu lòng chào đời, thủ lĩnh Maroon 5 xúc động thổ lộ rằng trở thành bố là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Giám khảo Savoy Mỹ cũng chia sẻ niềm khao khát có đông con trong chương trình The Ellen DeGeneres Show năm ngoái. Tôi muốn sinh thật nhiều con, tôi rất thích sự náo nhiệt của bọn trẻ và cuộc sống gia đình ồn ào. Chính vì vậy, ngay sau khi kết hôn, Behati, siêu mẫu người Namibia đã sinh hai nhóc tỳ cho Adam Levine trong 2 năm liên tiếp. Xuất hiện trong chương trình The Ellen DeGeneres Show, cặp đôi vàng đã tiết lộ về dự định sinh thêm con. Nữ siêu mẫu hài hước chia sẻ, anh Adam muốn sinh 5 đứa và tôi cũng từng thích thế, nhưng giờ tôi nghĩ lại là chỉ nên có 3 hoặc 4 nhóc sẽ tốt hơn. Adam không thể có mọi thứ anh ấy muốn, chỉ biết đấy, tôi là người mang bầu mà. Thiên thần nội y 31 tuổi của Victoria's Secret và nam ca sĩ Adam Levine đã có bé Dirty Rose 3 tuổi, Joe Gray 1 tuổi. Behati tâm sự cô không hề ngại việc mang thai và rất thích trở thành mẹ mặc dù quá trình bầu bí ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp người mẫu. Người đẹp Namibia từng phải nghỉ diễn 2 năm để thực hiện thiên chức làm mẹ trước khi tái xuất trong show Victoria's Secret vào tháng 11 năm ngoái. Adam tỏ ra là một ông bố cực kỳ có trách nhiệm. Thời điểm vợ mới sinh con gái thứ hai, các fan hâm mộ thường xuyên bắt gặp cảnh nam ca sĩ bế con gái lớn đi dạo trên con phố gần nhà ở Los Angeles, tới quán cà phê hay nơi công viên để vợ ở nhà chăm con gái nhỏ dễ dàng hơn. Không còn là tay sắt gái với vẻ ngoài bảnh bao đậm chất bad boy, Adam Levine trở nên tuyền toàn, giản dị, đảm đang và tràn đầy tình yêu thương với con gái. Nói về cuộc sống hiện tại của mình, Adam chia sẻ, tôi nghĩ rằng là một người cha, người mẹ hoặc đơn giản là một người trên thế giới này đều cực kỳ khó. Tôi cảm thấy như mình đã hiểu được cách sống. Dù cuộc sống có ra sao, tôi đang làm mọi thứ rất tốt. Mỗi sáng thức dậy đều tràn đầy niềm vui. Hạnh phúc là thế, thế nhưng Behati và Adam vẫn vướng tin đồn ly hôn như bao cặp đôi nổi tiếng khác. Cách đây khoảng một năm, tờ Intel đã đăng tải bài viết với nội dung thủ lĩnh Maroon 5 và bà xã rạn nứt tình cảm và sẽ có nguy cơ ly hôn. Tờ báo này trích dẫn của một nguồn tin ẩn danh. Lần này thì Adam và vợ khó có thể hàn gắn được, có thể đây sẽ là kết thúc của họ. Khi Adam nói rằng anh ấy sẽ tiếp tục đi lưu diễn, Behati đã nổi điên. Người này cũng nói rằng việc anh ngừng làm giám khảo Savoy Mỹ là do áp lực từ vợ, cô muốn anh dành thời gian cho hai đứa con gái. Intel chỉ ra rằng Adam tham gia concert cùng Maroon 5 ở Chile và ban nhạc đã nhận lại một số chỉ trích vì màn trình diễn có phần lộn xộn của nhóm. Tờ báo này khẳng định lý do là vì Adam đang mắc kẹt giữa sự nghiệp và Behati, cho nên sớm muộn gì hai vợ chồng cũng sẽ ký vào đơn ly hôn. Ngoài ra, tờ Star cũng đăng tải thông tin tương tự. Có thể nói hạnh phúc hiện tại của cặp đôi vàng chính là minh chứng rõ ràng nhất đập tan những tin đồn vô căn cứ. Adam và Behati sắp kỷ niệm 7 năm ngày cưới vào tháng tới. Adam Levine sinh năm 1979 ở Los Angeles, Mỹ. Anh là thủ lĩnh nhóm nhạc đình đám Maroon 5. Trước đây, giọng ca Girls Like You hẹn hò nhiều bóng hồng nổi tiếng như siêu mẫu Nina Gadan, Anna Vialisna, diễn viên Cameron Dia, Angela Belote. Về phần mình, Behati Prinsloo, người đẹp sinh năm 1988, vẫn là thiên thần đắt giá của hãng nội y Victoria's Secret. Cô đã ký hợp đồng với hãng từ năm 2009.